Im mẹ. Nghĩ ba. Ừ, khùng à. Tụi mày đang giỡn hay là đang gì? Đang giỡn phải không? Nói thiệt chứ giỡn gì? Ai mà giỡn? Ai mà gạnh độ giỡn mày không chơi? Không giỡn. Thì mày là... ra đường sống cứ mày tao đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là bác sĩ Anh. Ừ, mình là bác sĩ Em nha. Thì là mình lại tiếp tục series cho anh Cường nha các bạn. Thì bây giờ cái máy của mình á, thì bữa mình mới đổi cái cục CPU mới nên nó mất hết cái phần edit máy á. Thì giờ mình sẽ điện cho anh Cường bảo anh xuống cài lại cho mình. Rồi xong rồi mình với thằng bác sĩ Em hợp tác cho anh Cường là thử mất dạy với anh. Nói chung là xương mày tao hay là gì đó, rồi xương mày tao với anh, mất dạy với anh xem thử coi cái phản ứng của anh như thế nào nha các bạn. Giờ mình điện cho anh nha. Điện cho anh ngay sang. Để anh đang đâu? Đấy. Xuống liền không? Là lên. À nghe các bạn. Alo. Alo. Dạ. Cường à? Đang đâu hả? Ừ, coi lên cài lại cho em cái ứng dụng để edit coi bữa thay rồi được không, lên liền không? À được rồi, em cũng đang gặp tại em chờ anh. Rồi lên nhanh nha. Rồi ok rồi rồi nha các bạn, nhớ đón xem nha. A few moments later. Hello. Quân đâu? Quân dưới nhà. Nãy nó kêu cái gì vậy? Kêu sửa máy tính cho nó gì đó. Đã đặt máy tính gì đó. Anh lưỡng Nga này, thằng Nga mập này. Máy tính nó thì tao không biết vậy gì đâu, nó máy tính chỉ có... Nó đã quên chuyển file. Chú lên miếng nữa. Đấy hả? Rồi rồi. Nãy nói cái gì hả? Cài đi, cài. À, cài cái mấy cái file. Cài cái tool á. À, đúng rồi. Cái tool thì nó bị gì? Nó bị mất á. Chờ mày nãy giờ đó. Nửa tiếng đồng hồ rồi, lâu gì đâu, lo. Dạ, có công chuyện. Mai vấn lời mày đây nha ba. Tao không có thời gian rảnh chờ mày đâu. Để còn edit thì kia nữa. Dạ, mày nước nào cũng đi. Đó, mày kêu nó lên làm gì đó, mày kêu nó làm đi. Cài thì cài đi. Hôm bữa bỏ phần gốc ở đâu à? Quên. Gì? Bữa bỏ phần gốc ở đâu? Tao đâu biết, tự kiếm đi, ai biết. Trời, bữa mày làm cái tao chỗ này rồi. Thì giờ mày tự mày kiếm đi chứ chắc cũng đâu nhớ đâu. Cài nữa là mày nói là đầu là tự ấy nha, chứ tao không có edit đâu. Về chỉ làm về còn nghỉ ngơi, nó đâu rảnh rồi đâu edit. Gì vậy? Sao tắt máy rồi? Đó là lừa đường nhất á, nào nó cũng lừa đường nhất á. Tao thích tắt thôi được không? Cái gì vậy? Sao kìa? Không cài hả? Nên mày leo lên bàn thờ là muốn ngồi với tao luôn. Đổ gì kéo lên cài đúng không? Cài đi rồi mai mốt để tao edit chứ mày ấy vậy sao được. Bây giờ mai mốt là cái đâu để tao edit, để tao edit. Đúng không? Giờ có cài không cài thôi, không cài thì thôi mai mốt mày edit thì tao mày edit nữa. Thôi mà giờ anh nói mày cá mè một lứa lắm rồi đó.
mẹ gì kêu mày lên cài thôi chứ cái mẹ gì xin mẹ nghĩ ba ừ khu bà vậy không cài hả mày sao mày kỳ ta mày cho năm nhiêu cho năm nhiêu tao 97 giờ tao hỏi mày nè mày sinh năm mấy ờ, năm mấy giờ nói đi nói đi giờ nói chứ đi đệ 86 phải không bây giờ là 92 với 97 thằng nào lớn hơn tao lớn hơn tao ra 97 lớn 92 thì đã nên làm phải kêu là ấy rồi đúng không từ trước giờ tụi bay kêu tao bằng cái gì đúng không cái bằng mày chứ kêu bằng gì từ đó giờ kêu bằng anh là anh nhưng mà bữa giờ suy nghĩ kỹ rồi tao nghe ông kia nói là 86 là nhỏ hơn 97 giờ kêu mày tao hết không có anh em kìa mày tao dễ 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 nói chuyện tụi bay đang giỡn là đang gì đang giỡn phải không tao thiệt cái giỡn gì ai mà giỡn ai mà cạnh độ giỡn mày chơi không giỡn thì mày ra đường sống cứ mày tao đi thôi có anh em tao nói chuyện với tụi bay nữa giờ tao nói thì này nãy giờ tao tưởng nhưng mà nói chung là cuối cùng là giờ mày không mày cài thì lần sau tự mày edit tao edit nữa ok không nãy giờ tao tưởng tụi bay giỡn là trôn tao mày, như nè. Bữa là như bữa tụi bay gắn camera rồi trôn tao tùm lum tá lá giờ nhưng nãy mà giờ tao vô đây là tao thấy nghi nghi nhưng mà chân mày tao có gì đâu đúng không nó bộ giờ đúng không chân mày tao có gì đâu thấy bình thường mà ra ngoài có nhiều người còn lớn nhưng mà bây giờ nếu mà không phải mà tụi bay giỡn thì tụi bay ngồi xuống đây nghiêm túc tụi bay nói chuyện nè thì giờ ta đang nghiêm túc, đang rất là nghiêm túc, nghiêm túc lắm. Nếu mà tụi bay không có gọi anh á thì cũng gọi ông tôi đi cho đàng hoàng. Chứ bây giờ tao nói thẳng ra tao lớn hơn tụi bay gần một con giáp lận á. Tụi bay nói chuyện với đàng hoàng. Mày ta dính tiền cái gì có chân có dưới đàng hoàng nói vậy không được. Thì này giờ tao nói chuyện rất là bình thường mà. Chỉ là mày tao thôi chứ đâu có gì đâu mà. Nghiêm túc. Chứ đâu có chửi thằng này thằng kia. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Đâu, đúng không? Ấy hổm đồ anh gửi đâu rồi gom về cho anh đi làm biết tại sao giờ mày được giờ không có làm đấy sao không được ý là mày giờ mày không làm đấy sao cái gì đâu sao mày đau ngộ giờ mày tao có bình thường có gì đâu mà làm gì căng thẳng vậy nào cài đi không cài mốt là tự edit đó bấm lên cài đi không tối tao còn edit nữa tụi bây giờ phải nãy giờ tao tưởng tụi bây giỡn không lấy tụi về làm gì vậy trời ơi mày không cài thôi thôi để đi phải edit được mày edit đi tao phải edit nữa tao quyết còn nói thẳng ở đây là nhà tụi bay chứ không nói thẳng ở ngoài đường là tao đứng cho rồi chứ ở đâu đèo tin làm gì quấn chặt mày tao bình thường mà gì quá quấn mẹ nói lại mình đen thiệt đó chứ thầy làm gì mà bỏ về là lần thứ hai hả nha lần này là lần thứ hai đó thấy gì không thấy cái này hả lần này là lần thứ hai đó ê sưng mày tao đúng rồi chứ bỏ đúng không thôi ngày mai sưng mày tao đi được không bỏ đi lần sau đúng rồi nói chung là trôn cái gì trôn chứ đừng có trôn những cái liên quan nó tới đạo đức nó kỳ lắm như quay thì ăn mới nóng chứ còn nếu mà bình thường thì làm gì lấy được cái thưởng cái nóng của anh như thế nào chứ đừng có đem đạo đức cái giỡn tao anh là anh em là em cha cha nhưng mà anh công nhận là bị trôn chưa công nhận là anh cứ phải tưởng em bây giờ giờ rồi chứ mà không được. Xin chào các bạn nha. Đứng dậy. Đứng dậy. Căng thẳng rồi. Đó là vấn đề này cho này vấn đề kinh thẳng rồi. Đứng dậy đi. Tao đã nói tao không thích. Thôi anh Cường chắc cũng giận rồi thôi các bạn ơi. Thôi chắc lần sau không dám đụng tới ba cái mày tao này kia nữa. Thấy nguy hiểm quá. Anh hồn anh giận mà anh không biết cho là nó là bỏ về là thấy bài luôn. Thôi xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy ủng hộ cho anh Cường. Kênh của anh Mew7 với anh em bác sĩ mình. Một like, một chia sẻ và một subscribe nha các bạn. Hôm nay tròn em quá. Sợ gì cả các bạn nha. Cường chào anh Cường. Dạ đi với mẹ ông Bảo.